10 nước các cụ vâng, tập 2. Thế thôi. Sát giờ rồi đấy. Báo cáo là các cháu là cũng đã lễ các cụ rồi ạ, xin cụ ra tiên rồi, thì cũng xin mời đại diện nhà 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 trai ạ, người thì cũng gọi là có lời xin các cụ bên nhà gái để xin cháu về bên gia đình mình ạ. Vâng, xin mời các bác ạ.